bánh cuốn, cơm bento Nhật, tôm sốt cay kiểu Trung, món paella của Tây Ban Nha hay pizza nổi tiếng của Ý. Món ăn nào cũng chỉ bé bằng ngón tay. Và tất nhiên, đều ăn được. Chào khán giả của Cà Phê Sáng, mình tên là Lê Thanh Hiệu, 31 tuổi và hiện tại đang sống tại Nhật Bản. Hiệu làm những clip nấu ăn này gần 2 năm nay, bắt nguồn từ niềm yêu thích với những vật dụng tí hon. Khi mình nấu ăn siêu tí hon như thế này so với cỡ thường thì có vô vàn cái khó khăn. Thì khó khăn đầu tiên đó là cái việc tìm nguyên liệu siêu tí hon. Thì mình phải mày mò tìm những cái siêu thị, cửa hàng mà chuyên dụng. Nếu mà không có nữa thì mình sẽ cố gắng mua hạt giống về và trồng ở ban công nhà mình để phục vụ cho cái nhu cầu nấu nướng của mình. Một khó khăn khác đó là tìm kiếm các dụng cụ nấu ăn tí hon có thể nấu được. Những dụng cụ bé xíu nhưng giá tiền không hề nhỏ chút nào, có những món đồ đắt hơn cả đồ nấu ăn thông thường. Và đây là trên cái bếp của mình, hôm nay mình chia sẻ cho mọi người xem là chỉ một phần rất là nhỏ trong cái bộ sưu tập công cụ của mình thôi. Trong này mình muốn giới thiệu một số món mà hơi đắt đắt một tí. Ví dụ như là cái son thế này mà mình mua ở Nhật khoảng 400.000 Việt Nam mình, hoặc là một cái dao thế mình phải chi trả 1 triệu đồng Việt Nam để mua một cái dao thế này. Trong những món ăn mình đã thực hiện thì có một điểm chung, đó là mình luôn chọn những món ăn mà mình yêu thích đầu tiên, và thứ hai là nó phải có màu sắc bắt mắt một tí. Không chỉ có màu sắc bắt mắt, các món ăn của Hiệu còn kích thích vị giác người xem bởi những âm thanh rất đặc trưng khi nấu nướng. Trong ngăn bếp của mình thì mình đã thử làm một số món ăn Việt Nam như là phở, bánh chưng, bánh xèo hay là nem rán chẳng hạn. Thì khi mình làm những món ăn đó thì mình luôn luôn bồi hồi nhớ về quê hương của mình. Thì thông qua những cái clip nấu ăn siêu tí hon của mình thì mình muốn giới thiệu ẩm thực của Việt Nam của mình đến với bạn bè quốc tế, và ngược lại muốn khán giả Việt Nam biết hơn về ẩm thực của Nhật Bản cũng như nhiều đất nước khác. Mình nghĩ cái ẩm thực là một cái cầu nối mà không có giới hạn, mà có thể xiết mọi người lại gần nhau hơn. Thì gần đây rất là may mắn mình được một số đài truyền hình Nhật Bản giới thiệu về kênh siêu tí hon của mình. Thì cảm thấy rất là tự hào vì điều đó, bởi vì cái công sức mình đã bỏ ra 2 năm nay đã được mọi người công nhận dần dần. Và mình nghĩ đó là một cơ hội rất là lớn mà để khán giả Nhật Bản biết đến hơn về con người và ẩm thực của Việt Nam mình.